đã hoàn thành thử thách. Rổ như tổ ong, đỡ tốn một viên đạn. Hoàn thành là bằng cách hạ 5 kẻ địch bằng súng bắn tên, rổ như tổ ong. Hạ 30 kẻ địch bằng shotgun, dịch luôn mấy cái thành tích này. Rồi, ok. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hoan nghênh mọi người đã quay trở lại với hành trình của Lon trên đường đi cứu con gái của tổng thống trong tựa game Resident Evil 4 phiên bản remake. Đây, cái phần phụ lục. Gửi hàng nội dung phụ mô hình thử thách này, mấy cái mà mình hoàn thành rồi đây. Cái này có điểm CP thì cái điểm CP đó chúng ta có thể mua tranh minh họa nè. Đấy. Nội dung phụ rồi nè. Mua mấy cái skin rồi đó, mấy cái mô hình nhân vật mình mua Leon rồi nè. Lại Hunnigan. Lo nấu thun rồi nè. Phải mua cái cho mười coi ha. Vô một mô hình đây. Đấy. Báo vật chưa có. Ok, rồi chúng ta quay trở ra thôi. Lần trước có nói là hình như có thay đồ được cho Leon với Ashley mà không biết, hình như phải vô trong game mới thay được. Vô. Ho ra máu luôn à. Để biết rồi. Nâng cấp vũ khí. À, hạ độ khó xuống, không cần. Có đi đoạn này coi rồi, cho qua đi. Ok. Rương đồ mình khá là nhiều. Giờ mua thêm cái súng. Trời, lựu đạn nổ nè. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 quả lựu đạn nổ, 6 quả lựu đạn chón. Condor one to roost. Bỏ qua liên lạc luôn. Liên lạc lần trước rồi. Rồi. Tìm chìa khóa vào nhà thờ. Ở đây chắc cũng không có gì đâu. Tài nguyên. Rồi hết rồi đó. Nhà thuyền đấy, cái nhà thuyền nhá. Sau này chúng ta sẽ quay lại đây có cái nhiệm vụ phụ ở đây. Quẹo trái đường cục. Quẹo phải cũng đường cục. Đi quẹo phải trước. Chúng ta sẽ kiếm thêm tài nguyên nữa đây. Nghe tiếng, nghe tiếng. Mọi người nghe tiếng tôi nói đây, nói nhảm lắm. Nghe không? Thầm thì, thầm thì. Nghe cục rồi. Nghe tiếng cứ như nó đang thì thầm bên tai mình, đúng ghê luôn. Bên trái đây cũng có đây. Rút súng. Rồi đường cục hết nhá. Này buổi chiều mà ở đây âm u quá cho nên nhìn nó cứ tưởng là buổi tối. Đây có còn sót gì không? Không có. Không có sót gì hết. Ôi ôi toàn đầu lâu không. À mình có một cái mình cần nói là lần trước mình có hỏi ý mọi người về cái việc chơi chọn đồ khó á. Đậu xanh. Con này. Con này. Phải xài sọc kênh. Ôi. Ui căng gì má. Ui rồi rồi không được, không được, được giờ chết.
Láo này. Con này. Này số 6 luôn. Chết đi. Mình đang có nhiều lắm. Mình đang chói, mình đang có nhiều lắm. Thấy con xài nó hơi tiếc. Không thấy con à, xài nó hơi tiếc. Mà vậy cho nhanh. À, nói thêm về cái vụ đồ khó ha. Tại vì mình không phải là mình ngại cái việc chơi đồ khó cao nhất đâu, co đâu. Tại vì có bạn comment là nói là dân chơi RE lâu năm mà không dám chơi đồ khó cao nhất. Rồi bảo là không có chính kiến rồi tùm lum tà la. Chắc là cái việc không phải là không có chính kiến, nhưng mà mình muốn tương tác nhiều hơn với người xem, cho nên mình mới hỏi ý kiến mọi người. Thì mọi người, đa số mọi người là muốn mình chơi ở độ khó trung bình là được rồi. Tại cơ bản về độ khó trung bình là nó cũng đã đủ đông quái rồi. Chứ nếu mà đã xem kênh mình lâu rồi thì biết rẻ 2, rẻ 3 thì trong mấy cái dòng game rẻ này mình đâu có ngán độ khó cao nhất đâu. Chẳng qua là giờ đã hỏi ý rồi, hỏi ý mọi người muốn chơi độ khó trung bình, cái tự nhiên mình lại chọn độ khó cao nhất. Thì có phải là rõ ràng là không tôn trọng người xem không? Nói với mình độ khó cao nhất có gì đâu. Cùng lắm là chết nhiều lần thôi. Chết nhiều lần hơn bình thường thôi chứ có gì đâu. Đây là bảo không chính kiến thì ngại thử thách nó mới ghê chứ. Vậy là chứng tỏ bạn đó comment vậy là chưa xem kênh mình lâu. Chứ mấy bạn mà đã xem lâu rồi sẽ biết. Rồi chúng ta bỏ qua vấn đề đó đi. Một đền thờ. Đây nó là chìa khóa nhà thờ nằm ở đây. Ở đây có tên là hang bích họa. Chúng ta phải kiếm hai cái đầu lâu đặt lên đây mới lấy được cái chìa khóa này. Đấy. Là cái hồ. Chính giữa hồ có cây cây rất chính. Đấy, đánh dấu kim cương rồi. Điều tra hai địa điểm. Ok. Oh yeah. Có kho báu. Chìa khóa bệ thờ cũ. Ờ, cái này mở được nhiều cái lắm ấy. Rút súng. Ai đó hãy lấy cho ta một quả trứng gà vàng hiếm đi. Ta làm gì mới nói à. Chà, đôi khi không biết sẽ thú vị hơn nhỉ. Bán một trứng gà vàng. Rồi biết chỗ này. Biết chỗ lấy cái này rồi. Không biết ông thương nhân cũng đã cho chúng ta nâng cấp chưa ta. Để ra giữa hồ lấy cái rách chính chưa. Súng lục sọt gân à. Đây. Cây này nó sẽ đam nó sẽ cao hơn cái cây Punit, cái cây mình đang cầm nè. Đấy. Cây này nó chỉ có cái chức năng là bắn xuyên phá xuất sắc thôi, có nghĩa là bắn hai con đứng thành một hàng, bắn con trước chính luôn con sau. Nòng ngắn kèm độ giật thấp, giúp dễ sử dụng và biến nó thành một lựa chọn vũ khí vũ tối ưu. Đặc tính là sức mạnh xuyên phá, tương thích với ống ngắm laser. Mà có cây rất chính thì nó ngon hơn. Đá. Cái này bây giờ làm lại nó đã đổi khác rồi chứ đó cái rách chính phải mua đi. Đấy, rách chính. Rồi ok. Cái này hình như gửi vô kho được. Kho máy đánh chữ ngon, nó có chức năng luôn, ngon.
Rồi. Để coi đặc tính của cây rác chính là gì ha. Một khẩu súng lục uy lực con số 9 màu đỏ lớn. Đây, đây nè. Được khắc vào bán súng để ngăn người sử dụng nạp nhầm đạn. Độ chính xác 3.0 thấp hơn cây kia chút xíu, nhưng mà đam nó cao hơn. Tương thức với bán rác chính, cây này có một cái nhược điểm là nó bản này nó không cho chúng ta gắn cái laser vô dây này. Nó cho gắn vô laser vô là ngon rồi. Bây giờ đi lấy trứng gà vàng nữa ta. Hướng ngược lại. Cá vượt lớn. What the hell? Cái rương này nhỏ quá. Còn đúng một ô. Nhớ phải gặp ông thương nhân bán bớt quá. Chín gà vàng đâu? Đây rồi. Đây nhiều cá lắm mà rương mình hết sạch rồi. Kìa, có trứng gà xanh trắng thấy rõ không được. Ủa, nhiều trứng gà lắm. Sao gom lại cái này 5 quả ta? Sao cái này nó gom được được 5 quả mà cái này gom không được? Cá này nó là máu. Hai con rắn đang cần nhiệm vụ. Ôi giời ơi. Thôi là quay lại gặp ông thương nhân trước đó. Hết chỗ. Ý, chúng ta có thể gửi con này vô kho mà. Ủa, nó không cho gửi. Đậu xanh. Gửi cái này đi. Sau này chúng ta quay lại chúng ta lấy sau. Quên cái chiêu đó nữa. Trứng gà quá trời luôn. Hạt anh tím. Còn một quả trứng gà vàng nó giấu ở đây nữa. Giấu kỹ đấy. I'll be taking this. Rồi, ở đây còn gì không? Đã hết. Cái cây súng mà bắn tên đó, nó chỉ hữu dụng khi chúng ta học được cái công thức để chế tạo cái mìn gắn trên cái cây đó thì nó mới hữu dụng thôi. Cá rồi. Cá vượt đen lớn. What the hell? 6 ô mà mình còn có 4 ô. Trứng gà này có ấy đâu. Trang bị trứng gà này sao dùng? Con này có thể dùng cái gì bot đấy. Nên nó không cho đem vô. Nó chỉ có chất vũ khí à. Cất cái shotgun đi. Mà cất cái này. Ơi. Đại cái này đi. Rồi. Ok. Rồi quay về gặp ông thương nhân ngay. Ở đây cũng được. Đây nhiều mấy cá con quá.
Đây sẵn lấy luôn. Sẵn tới đây lấy đồ ở đây luôn. Cửa bị khóa. Có cái gì kim cương. Nó nằm ở trên lầu. Đây, hình chữ B. Hình ba con rắn nhỏ. Nhớ nhớ lần trước chơi vẫn nhớ. Đầu kẻ bán gỗ. Ồ, chảy máu ghê. Đạn súng trường. Ơi. Mảnh lục giác C. Đấy, trên đây nó có cái biểu tượng ở đây nữa nè. Cái này có tài liệu không đọc được. Hết chưa? Kim cương. Kim cương ở đâu rồi? Trong hồng ngọc, ok rồi, trong này đã xong. Map là bệ thờ hang nhỏ. Cá quá trời luôn rồi. Tàu mấy cá nhỏ nhỏ không? Sẵn đây coi. Chế tạo. Nếu cái 12 được. Đây chúng ta bắt con cá ở chỗ nhà này luôn. Có cái nhiệm vụ bắt nó. Đây 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 đây. Ủa không phải. Nó đây phải không? Cá vượt đen không phải. Gặp thương nhân đâu, bán bớt đồ đi, chất chứa nhiều chỗ quá. Một súng rồi, có sẵn chìa khóa nhỏ luôn. Đồng hồ bỏ túi bằng đồng, ok. Ở đây hết rồi. Mấy cái trứng gà nó không cho mình cất vô mới đau. I see you took care of a request. Well done. I knew I could. Phá hủy những 10 đại lam. 4 viên. Got some rare things on sale, stranger. Và tẩu thuốc cổ, kỹ nghệ thủ công, thể hiện kỹ nghệ của công chúng, chỉ dùng để bán, chỉ dùng để bán. Đồng hồ bỏ túi, thạch thanh tím,
Ba viên. Rắn độc bán trước hai con đi. Cá vượt lớn nè. Trứng gà vàng bán luôn. Đấy, nhặt trứng. Bắt cá lớn cho ta rồi. Nâng cấp cặp da, nâng ngay. Công thức miền gắn kèm. Mua. Nâng cấp cặp da. Cây này có bạn trước hỏi có bạn muốn mình nâng mua cây này thì mua. Ở giải tán đám đông. Mua cặp da màu đen. Tăng tỷ lệ rơi tài nguyên. 8 viên lận. Ống ngắm laser, ống ngắm công suất cao. Có 13 viên chỉ mua được một món thôi. Bán dành cho khẩu TMB khi lắp nó giảm giật và cải thiện độ chính xác. Mua. Rồi. Năm viên có mua nên mua mặt nạ không? Này tạm thời chưa. Hết rồi. Giao chiến đấu. Sửa chữa đi. Rách chính nên nâng nè. Nâng đàm lên luôn. Sửa chữa lên rồi, hết tiền. Ấy. Mình quá thì mình luôn trứng gà cả đống. Lưu lại cái đã. Súng bắn tên. Pi lấy cây Phoenix ra bán luôn. Chiếm mấy ô? 8 ô. Cá này không có bán được mới đau chứ. Cất bớt đi, cất bớt mìn vô. Không cho cất mìn luôn. Mất dạy thế. Luôn cái đó. Bán cái này. 5.000. Tinh chỉnh. Độ bền 3 rồi. 30.000. Xếp chứa lên 10 viên đi. Rồi lấy cái kia ra được rồi đó. Trứng gà không cất được mới đau tôi chứ. Súng bắn tên. Ôi trời ơi. Trứng gà nhiều quá chắc bán bớt cá quá. Bán bớt cá đi. Cá đâu? Cá 1.400. Trứng gà được rồi, cá chiếm nhiều chỗ quá. Oh.
đúng là ô đồ nhiều muốn mở game mất dạy cái không cho mình cất mìn vô lựu đạn vô mới đau chứ nghi quá trời lựu đạn luôn. Số 1, số 2 là sọc tinh, số 3 là súng trường, số 4 là súng ngắm phụ kiện. Rồi số 3 súng trường, số 4 súng ngắm này, số 5 đi. Số 5 này là số 6. Này là số 7. Ok. Máu nhiều quá cũng khổ. Vô đây chơi này xíu. Kiếm thêm mấy cái đồng gold để chúng ta mua mấy cái đồ nâng cấp. Đồ trang trí luôn. Chút vui vẻ đây, quy tắc tập bắn tiêu diệt cướp biển và bắn lấy điểm cao nhất, không giới hạn vũ khí và đạn dược, tất cả đều miễn phí, nhận xu dựa trên điểm số để có cơ hội giành được những phần thưởng tuyệt diệu. Đổi xu bạn lấy móc treo ở chỗ máy đổi xu, bắn thuốc nổ gần đó. Rồi, vô lẹ. Kiếm thêm một treo. Ủa? À, nó còn lưu phần chơi trước. Khoan. Nó còn còn lưu phần chơi trước rồi. Sao nó nhớ ta? Mình chơi lại mà, chơi lại từ đầu mà. Điểm cao. Nhanh. Trời ơi, hết này hết đạn. À, hai cái xu bạc. À, nhanh 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 nhanh. Đợi hai thằng đứng cùng một chỗ. Double kill luôn. Luôn một xu vàng, hai xu bạc. Ngài thì đâu xuống đây vậy ngài? Rồi bắn hụt nữa chứ. Đùa. Trời ơi, hết đạn này mới đau tôi.
Nhanh Leon ơi. Double kill. Double kill. Trời ơi, học. Chết mẹ. Chơi này phải chơi muốn đạt kết quả S thì phải đi chơi. Đi tới đi lui nhiều lần. Thôi thôi thôi, chơi 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 vui thôi, thử vô và kiếm được gì. Một xu vàng. Ra gì ngon ngon cơ nào. Bóng vàng. Adlai Raham sử thi luôn. Hồi 50% máu phục hồi cộng thêm 50% máu với cỏ xanh. Sao? Mình phải thêm kiếm thêm một cái, chúng ta đang thiếu một cái xu bạc. Không đủ kiếm thêm cái xu bạc. Nãy tại bắn trúng thủy thủ mới đau. Lúc này lại khá đạn. Cố lên. Kiếm thêm mấy xu vàng bạc nữa coi. Mấy cái thằng núp trong lu khó chịu thiệt chứ. Xu bạc. Rồi, lấy thêm món nữa. Vali chúng ta chỉ gắn được ba cái vật trang sức thôi. Quả cầu bạc luôn. Maria cộng thêm 15% trò đạn mắt nung. Rồi. Chạy qua được khác chưa? Đi tiếp. Một súng lục, số 2 dọc kênh, số 3 là này. 4 súng nhắm, súng ngắm. Ok. Bệ thờ hang lớn còn một cái đây. Bệ phải và phía sau. Đây. Chỗ này bị chặn rồi. Bên trái bị khóa, ok. Ở đây con cái kim cương ở đây ha. Giờ mua được cái công thức gắn mìn rồi, cái cây súng mà bắn nỏ rồi nó mới bắt đầu hữu dụng. Trời, trâu thế. Ngủ đèn chó. À, hết chỗ à. Khoan, vô đèn đi.
rồi. Xài bớt đèn này thôi. Nhiều băng mền nữa. Băng mền nữa. Ném này. Ném này. Ném này. Sorry, must have slipped. Ơi. Hai con dao này trang bị đi. Ôi. Xăng luôn, bơm xăng hả mày, trái chưa, đây có cái mũi tên, rồi chạy bớt đi, mình gắn kèm đây, 7-4 viên. Bắt đầu kế được cái mìn gắn kèm là coi như chúng ta có thêm một cây súng phóng lựu. Cái cây súng bắn nỏ giờ cũng có thể xem súng phóng lựu luôn. Tuy là nó phiên bản hơi yếu. Số 4. Ấy. Rồi. Có thằng này đứng trên đây cho mày chết trái này. Không chết nó kìa. Không chết nó kìa. Phía sau, ok. Này tới 3 cái tài nguyên rồi. Phiền thế nhỉ. Nâng cấp cái vali rồi. Hai thằng. Đừng hòng biến hình với anh. Có chưa? Hao thế ta? Súng lục đi. Súng tiểu liên, tài nguyên. What the hell? Mìn quá chỉ mìn luôn. À vẫn còn. Giờ mới chịu chết.
Hồng ngọc rồi, bán con thường thì cũng ra hồng ngọc. Tôi phải bỏ cái gì đây? Bỏ dao ư? Shotgun 5 viên, 6 viên. Nhiều quá. Để đi chút này xuống lấy. Ê, khoan khoan khoan. Coi cái gì biểu tượng gì vậy? Biểu tượng hình hai chữ C. Có thằng nào đây không? Đây là hai biểu tượng chữ O là chữ này. Trời ơi, chữ xấu quá, dễ mô hình. Giờ mình biết cách lấy rồi. Mua vali lớn mà tại sao không đủ ta? Chế tạo một đoạn chó mũi tên. Vẫn không đủ cái này. Mũi tên không cần nhiều đâu. Vứt đi. Lấy cái tài nguyên về. Mũi tên sau này chế dễ lắm. Đạn súng trường 2 viên. Không đúng. Cái này là một này. Hai này. Ba này. Đầu kẻ bỏ đạo. Ồ, chảy máu luôn. Vậy là đã đủ. Hang bích họa kế bên luôn. Trứng gà quá nhiều. Hướng nào? Hướng nào? Phía sau. Mắt này đỏ lờm đứng hình luôn rồi. Nó chưa. Ý, cây thuốc vàng. Cỏ vàng. Cỏ trộn luôn. Xanh đỏ vàng luôn. Hỗn hợp cỏ xanh, cỏ đỏ và cỏ vàng sẽ hồi máu gần gấp 3 lần một cỏ xanh và tăng lượng máu tối đa của bạn. Ok. 4 ô kìa, quay lại lượm 3 mũi tên. Thấy 3 mũi tên nó bỏ luôn cũng được. Mà mình thấy hơi tiếc. Ôi, quất là mất luôn rồi. Ok, không sao. Có 3 mũi tên, sau này chế dễ. Trong này còn chỗ nào chưa đi nữa không? Ôi, đi hết rồi. Ở đây có viên kim cương mình lấy rồi.
Giờ qua anh kia, hàng kia lấy cái ấy thôi. Coi miêu tả gì. Đầu kẻ bán bổ có sừng và mang người cảm đau khổ. Bỏ đạo đầu của một pho tượng đá. Mảnh lục giác. Chìa khóa. À, ok. Ở ngoài còn sót nhiều thứ lắm, chúng ta sẽ đi hết, mọi người yên tâm. Hình như này trước. Đúng rồi. Ok. Huy hiệu nhà thờ. Chiếc đĩa ăn khớp với một cơ chế phức tạp. Wow. Condor One to Roost. I found the key to the church. Copy that. Now go get Baby Eagle. Right. No time to chat. I'm going in. Condor One out. Đi tới nhà thờ chưa? Ra ngoài đã. Còn nhiều chỗ chưa thì lắm. Bên trái. Đây rồi. Lần trước tới đây mình có bỏ sót cái. Đây cái này đây đây. Lần trước chơi bỏ sót cái này. Rồi xếp hình. Đây. Thì chúng ta sẽ chọn bên này. Xong ở trên. Đấy. Đơn giản như đang giỡn. Tượng suy đồi. What? Tượng suy đồi là gì? Một bức tượng kỳ quái làm bằng vàng rồng chỉ dùng để bán. Cái này có gì đâu, si đội. Này giống như con cá ngựa hay không? Khá giống con cá ngựa. Bán được 15.000. Trời ơi. Lại có hơn không? Rồi còn chỗ nào sót gì nữa không? Đây lấy sạch rồi nha. Lại mấy con cá nữa kìa. Thôi. Có trứng gà không cần cá đâu. Đây ngõ cụt khu dân cư ven hồ. Khu dân cư ven hồ chưa đi luôn. Đúng rồi tới đây. Ê. Là ôi biến hình, biến hình nhanh 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 lên. Rồi giờ đây tao thui luôn, không có chìa khóa nhỏ mới đau chứ. Đây mình lấy hết rồi còn gì nữa đâu. Đây như còn á. Cuối đường con cái. Đường trước tới đây chưa kịp lấy hết bị lão làng trưởng lại bắt.
ký của ông già. 3 năm trước, đứa con gái yêu dấu của tôi đã qua đời không lâu sau khi sinh hạ một bé trai. Này, nếu mọi người đọc không kịp thì nhớ dừng lại để đọc. Rồi xong ông già. Nhẫn đá quý đỏ. Ngon. Chúng ta thiếu cái chìa khóa nhỏ. Này là gì? Lần trước mình lấy rồi, hình như bức hình. Đây mới nhật ký của ông già với lại đứa cháu này. Đấy. Lúc ông này bị sói cắn xong bị nhiễm trùng chết. Tội thằng bé. Đây có đồ ngon đây. Vòng tay ngọc trai. Chắc chỉ dùng để bán thôi. Khu dân cư ven hồ hết rồi. À mình nhớ hình như còn. Mày mày này thì nhẹ nhàng ở đây, nhớ còn cánh cửa của chúng ta chưa mở được. Đây 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 đây. Nâng cấp rương rồi. Vẫn bị chóng. Vẫn bị full chỗ. Mua cái vali mới luôn. Ồ, tội nghiệp cô này ghê. Làm vật hy sinh của giáo phái Bệnh Hoạn này. Đây còn gì nữa không? Chìa khóa nhỏ, ok. Đang cần. Như là chúng ta mở hết được khu này luôn. Cái thuốc xanh nữa kìa. Cỏ xanh, cỏ đỏ, cỏ vàng đủ hết. Quá chứ đồ. Về thờ trong rừng hết rồi. Ok. Không uổng công chúng ta đi xuống đây một chuyến. Lấy hết sạch đồ đây luôn. Cái gì đấy? À mấy con chó. Chết chưa? Trời ơi, mai đỡ kịp. Đang tập Berry. Ấy da. Chết đi.
sao vậy anh? Quên cái đoạn này nữa. Nó không cho chúng ta lấy đồ cách dễ dàng. Trứng gà đâu? Đồ đạn này chắc hồi diệt chùm mình sẽ phải xài bớt. Rồi đi đi đi, đây hết rồi. Ê khoan, mình vô nhà đi chứ. Tí như là quên. Thỏi vàng được 10k, ok, có còn hơn không? Khu này chính thức xong rồi nhé. Khu dân cư ven hồ, bệ thờ hang nhỏ. Rồi, ở đây đi đã hết. Đi hết sạch luôn rồi đó. Ngồi giết cá không được gì vậy. Cá vượt đen. Mấy thùng này được 100. Quay lại cho ông thương nhân đi, quay lại cứu Adlai thôi. Oh no, lộn đường. Lộn đường, lộn đường, lộn đường. Đây mới đúng. Lần chơi này có kinh nghiệm rồi cho nên đi nhanh hơn lần trước. Để chút nữa mình thử cách diệt cái thằng chùm coi. Mình mới nghĩ ra một cách diệt nhanh hơn. Mà không biết cách đó có tác dụng hay không. Thằng khổng lồ. Để thử mới biết được. Bán bớt đồ trong này đi. Những đá quý đỏ dùng để bán. Vòng tay ngọc trai dùng để bán. Thanh vàng 10k, tượng si đò chỉ dùng để bán luôn. Wow, 55k. Giao chiến đấu. Oh, nâng cái red 9 đi. Mát luôn. Tốc độ bắn, tốc độ thay đạn. Rồi bỏ hai đạn đi, cần thiết hơn. Ok, lưu 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 lưu. Tùy chỉnh cặp da này. Trang bị giữa. Rồi. Rồi đoạn này, ơi lưu 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 lưu. Sắp đánh boss phải lưu chứ. Đúng rồi, ở đây con cái. Đây, lại có đồ ngon này. Mưa. Đèn bướm bướm. Gắn được gì không? Này có ba cái lỗ tròn. Ba lỗ tròn rồi gắn ba viên cùng màu được nhiêu? Ba viên xanh xem. Bộ đôi. 25k.
cắn ba gì ruby cơ. Hai mốt k không bằng ba viên xanh ngon hơn. Thượng đá quý để coi là coi ba màu, ba đá quý cùng màu như 1.4, ba viên xanh ngon hơn mà ta, mà mình không có viên vàng muốn gắn thì không được, vì chỉ có bắn ba viên xanh thôi. Ba viên xanh được 25k rồi. Mọi người đã chuẩn bị tinh thần chưa? Đẩy số 6, số 7, số 4, số 5, số 6, ok, rồi. Đánh đủ quá. Lắc vòng vài cái con này dậy trong khi bắn súng tùm lum nó không dậy. Đúng kiểu đọc thần chú. Quỷ khổng lồ. Trái sáu trái luôn mà. Ai, bé sói ra rồi. Phải tạo nó một sát thương nhất định nữa mới nó kêu con sói ra. Wow. Trả lại con sói đi. Bắn ngay đầu không, không xin nhê. Có xíu gì chịu khoảng cách, chịu khoảng cách. Ôi nó lòi cái con kia ra rồi, con này có chết chưa, quăng thêm phát rồi chết không, không được, không nó khôn quá, mình cứ tưởng nó dùng cái mình sáng này hạ được nó luôn chứ. Giết được con ký sinh trùng của nó luôn. Anh em tính hết rồi. Hay lắm bé sói ơi. Sao không cho leo lên? Ôi da, đau quá. Ăn cả vô luôn.
Đánh lạc hướng đi em. Ui, nó lại đây kìa. Ủa, mày này gục xuống. Gục xuống. Chạy 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 chạy. Chết chưa? Nhanh lên lên. Chết đi. Vẫn chưa chết. Trâu quá. Mày chết rồi. Còn đúng xấu luôn. Không biết nó nuôi cho ăn cái gì mà đột biến khiếp vậy. Kim cương vàng. Tí thì dẹp lép như con tép. Okay. Let's get to that church. Thanks, bud. Cảm ơn bạn nhé. Tới lúc làm đồ. Đây còn nhiều không hết. Ồ, dao cho anh boss xong cho quá trời. Rồi mỏ đá đã hết. Cảm ơn mấy chó nhiều nhé. Đây không còn gì để lấy rồi. Túi đồ lại đây. Có trộm. Mình gắn kèm đây. Đạn súng lục hơi nhiều rồi không cần. Rồi. Quay lại cú ắt lấy thôi. Bọn này có ra nữa không? Ở đây có cái chìa khóa nhỏ, mình có chìa khóa nhỏ không? Không có chìa khóa nhỏ. Ơi. Chưa. Mày con còn. Trời, cú bắt lây. Cơ học ghê không? Ashley Cramp, I'm here to help. Kiếm ắt lây trong nhà thờ. Như đây. Chìa khóa nhỏ, ok. Chúng ta đang thiếu. Tên 5 cái. Xây xanh dương, ok. Cái thuốc này. Cái việc mà quăng mấy cái lũ đó không phải không có tác dụng đâu. Có gây sát thương đấy.
phay. Rồi. Ok, lần này có kinh nghiệm một phát quan ơi. Không tốn nhiều thời gian như lần trước nữa. Wow, trên này có mấy cái kim cương nhé. Ashley, you in there? Điện thoại này giống cái Motorola hồi xưa chứ. Tài liệu đã thu thập. Điện thoại di động hỏng. Quy tắc tập bắn. Ui cái này chưa đọc nữa. Luis Sara 28 tuổi. Thanh niên này may đấy, không bị dính ở thành phố Sóc Cơn, không là chết. Kem trộm ư. Đây cái này đọc rồi. Rồi đọc rồi, bản đồ ven hồ. Nhật ký ông già đọc rồi. Rồi mấy này đọc hết rồi. Okay. Đây cần có hai người. Ok. Dù chứng kiến Hawker bánh bèo. Phần này thì nghe đồn là Ashley đã bớt vô dụng nhưng mà không biết có thiệt hay không. Ashley. Ashley Graham, are you in here? Just let me go. Listen. Easy with that. My name's Leon. Cô này không tin cũng đúng. Sao bao nhiêu sau khi bị bắt cóc tự nhiên có một người lạ mặt xuất hiện nói là theo lệnh tổng thống, gặp người thường cũng khó mà tin được. Đó giờ đâu biết Leon đâu. Deliver unto them salvation. Hai người có chung một cái giống không phải ảo giác nữa. Nghe được cái tiếng của lão kia. Nghe được cái tiếng của lão giáo chủ. Exactly as I say. Người Ashley xinh thật. Em này nếu mình nhớ không lầm thì mình đọc được thông tin là người Hà Lan nhưng mà đang sinh sống và làm việc ở Nhật nhé, Nhật Bản đấy. Cho nên mới được khách cơm mặt gửi vàng. Nên trong này còn đồ chưa đi được.
Kim cương vàng. Rồi, ở đây hết. Đây hết rồi. Còn nếu mà chúng ta gắn kim cương vàng sao ta? Ba viên đỏ xanh vàng cơ. Bán được 25.200 đúng không? Gỡ hết ra quý. Bảy nghìn luôn. Bốn nghìn. 26.000. Thưởng ba màu. Hơn cái kia là 25. Gắn ba viên vàng thì giá trị cao nhất nhưng mà mình không đủ. Còn gắn ba màu rồi. Tướng lên dạy nó thấy cái thấy mày làm gì được tao. Mìn gắn kèm chế 12 viên. Có đường ra, em cứ yên tâm đi. Đi với anh mà lo cái gì. Ôi, mình gắn kèm cho thêm 5 cái nữa kìa, ngon vậy. Đây hết đồ rồi. Okay. Giờ mình nhiều lắm. Số 2 có đạn nữa. Đấy, 17 viên mìn luôn. Coi như thêm 17 trái lựu đạn nữa. Nhưng mà lựu đạn thì không có mạnh bằng lựu đạn thông thường. Nhảy đi. Sợ cái gì, có anh mà sợ cái gì. Em này lần này mặc ăn mặc có kín đáo hơn, mang vớ rồi. Khiến cho một số người ta không thích, tại vì trong bản cũ thì Ashley không có mang vớ, không có mang tất chân. Tỉnh lại đi em ơi. Không những làm xinh thì chứ. Đừng khách sáo. Ở đây lần trước mình lấy hết rồi. Cái con ký sinh trùng của thằng khổng lồ. Mình cứ tưởng là nó sợ lựu đạn chó nhưng rốt cuộc nó không sợ. Trực thăng ở đây. Trang trại, quảng trường làng, nhà họp làng, xa đấy. Like I said, it's dangerous. Stay close. Okay. Oh. Bình tĩnh từ từ. Cửa. Vô đây, núp vô đây. Mình sẽ ám sát bớt. Coi nó có vô đây được không.
Kim cương vàng. Ui, mở cửa vô được luôn kìa. Thằng kia nó chưa phát hiện ra. Vô đây luôn cái đó. Chương 5 rồi. Rồi em cứ đứng ở đây để anh xử tụi kia. Đừng đi theo. Ừ. Wow, dữ. Con kia đi ra anh chứ vậy. Con kia đã bảo mình tách ra rồi. Ơi. Đồng ý theo anh lây. Splat. Chơi chiêu Splat City. Một rock Latna luôn. Đã mình bảo kêu nó trốn trong kia. Nó còn gán đi theo nữa. Tại sao vậy anh lây? Em đừng để mọi người gọi em là báo thủ chứ. Hết luôn không? Ôi. Lựu đạn hết trơn luôn, không còn lựu đạn nữa luôn. Mình gắn kèm. Ok, thôi tập này tới đây được ha, cũng khá là dài rồi, chắc chắn trên tiếng rồi. Chúng ta đã đánh bại một con quỷ khổng lồ và cứu được cái em Atlay này. Hy vọng là từ nay về sau em mẹ bớt báo lại nhé. Anh nói gì cứ nghe nấy đi, kêu trốn ở đây đi, chạy ra chi. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi, hẹn gặp lại trong tập tiếp theo sớm nhất có thể nha. Trời đang mưa, kêu ở đây thì cứ ở đây đi. Bye bye.